vị và các bạn đến với chương trình radio online Sắc Màu Phật Pháp, nơi chia sẻ và giao lưu với các bạn trẻ. Chương trình được phát trên website www.chuahongphap.com.vn. Wow, tiếng trống múa lân rộn ràng, nghe vui tai quá kính đức ơi. Nhìn kìa, con lân kìa múa đẹp quá. Tới đó coi thử đi, đi nhanh lên. Thì cũng từ từ chứ. Hai người đang đi đâu mà vội vã vậy? Bọn này đang định đi coi múa lân nè, đi không? Đi. Wow, không khí Tết thật là tuyệt. Nhìn ai cũng nô nức. Thấy không, bên kia vườn ngoài nở vàng đẹp quá chừng kìa. Chàng ơi, cái bánh tét bự quá cỡ kìa. Cả bánh chưng dưa hấu nữa chứ. Ôi chào, sao mà như mơ vậy này trời. Năm mới mà. Chết, nãy giờ mãi buôn chuyện mà quên, sắp tới giờ lên sóng radio rồi kìa. Thì nãy giờ vẫn đang phát mà. Trời, vậy mà mình cứ tưởng. Tưởng gì nữa ông tướng, không nhớ hôm nay là chương trình đặc biệt hả? Mình quên. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thế là một năm cũ lại trôi qua, năm mới bước sang với bao điều mới lạ. Chương trình của chúng ta cũng đã bước qua một tuổi mới với nhiều hy vọng và định hướng phát triển trong tương lai. Nhân dịp đầu năm mới, chương trình xin gửi lời chúc đến quý thính giả thân yêu của chương trình. Kính chúc quý vị một năm mới an lành, hạnh phúc. Đồng thời xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình bày tỏ lòng tri ân đến quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Và mong rằng bước sang năm mới sẽ được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ những cộng tác viên cũng như tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với tiết mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Chuyên mục Lời Phật Dạy. Trong tiết mục Lời Phật Dạy ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với kệ kinh Pháp Cú thứ 169. Thực hành chánh hạnh chuyên cần, đừng theo điều ác chớ làm điều sai. Ai theo chánh pháp đời này, niềm vui mãi hưởng kéo dài đời sau. Thực hành chánh hạnh chuyên cần, đừng theo điều ác chớ làm điều sai. Ai theo chánh pháp đời này, niềm vui mãi hưởng kéo dài đời sau. Tiết mục Chuyện Quanh Ta. Sáng 30, cái xe lạnh của trời đông còn sót lại. Sau khi chuẩn bị xong tươm tất những mâm cỗ đón giao thừa, anh ba với anh Tư lo chuẩn bị bếp lò để tối nấu bánh tét. Thằng Út tung tăng nhảy múa ca hát suốt ngày. Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi, tết đến Út mong lì xì. Nó hát mà làm cho cả nhà phải bật cười. Anh Tư nói: Út nhà mình hát hay quá, ca sĩ này là thứ thiệt chứ không phải chơi à nghe. Nó phì cười, chạy tới ôm cổ anh Tư, nói: Út nhắc cho anh Tư biết, để Tết này lì xì cho Út. Út mau lớn, Út học giỏi hơn, Út thương anh Hải nhất nhà, mà, mà. Cái thơ ngây của nó khiến cho mọi người không thể nín được cười, đúng là con nít. Út đâu, ra sách cho mẹ cái giỏ coi. Giọng chị ba ngoài cổng nói với vào. Nó dạ một tiếng phải lớn, rồi lê te chạy ra đón mẹ đi chợ về. Thằng bé cực nhọc nhấc cái giỏ to gần gấp đôi thân hình của nó. Nặng thế nhưng nó cũng cố lê cho được. Thấy vậy anh Sáu chọc: Coi chừng cái giỏ nó đè nghe Út. Thôi đi ông tướng, để chị xách cho. Nó cười rồi nhanh nhảu. Vậy vậy chị ba có mua áo mới cho Út không? Chết, quên mất tiêu vụ này rồi ta. Mặt nó xìu xuống. Thấy thế mẹ mắng yêu chị ba: Con nhỏ này cứ chọc em hoài, chị ba nói chơi đó, chứ mẹ mua đồ mới cho Út hôm qua rồi. Nó nhảy lên sung sướng. Mẹ là nhất, chỉ có mẹ mới thương Út thôi. Chị ba cười rồi nựng cái má nó. Nó lon ton chạy theo sau như con sóc con thoăn thoắt truyền cành. Vào trong nhà, mẹ lấy bộ đồ mới trong tủ đưa cho nó ướm thử. Thấy đồ mới, mắt nó ánh lên, vẻ mặt rạng ngời như ánh mai vừa hé nụ. Nó diện bộ cánh mới đi khoe khắp xóm. Tới nhà nào nó cũng ra vẻ như chỉ có mình là mới có áo mới. Gặp thằng Tí nó khoe: Thấy dùng. Thằng nhỏ giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên: Wow, đẹp quá, đâu vậy? Mẹ mới mua cho mình á, chỉ có mình mới có áo đẹp thôi. Chị có áo đẹp không?
Thằng nhỏ hí hửng: Mẹ tí cũng mới mua cho tí á. Vậy vậy Tết này mình đi chơi chung đi. Qua nhà mình cho tí đi ké xe đạp của mình. Trước tiên mình đi qua nhà ông Bảy, xong tới nhà con Tị rủ nó qua nhà dì Ba chơi, ở đó ăn trưa rồi về. Hai đứa ngồi bàn chuyện đi sông đất, nhà này nhà kia, nghe bộ như hai người lớn. Hồi cái tuổi thơ hồn nhiên và nhí nhảnh thật. Ở quê dường như đứa trẻ nào cũng dễ thương bởi cái tánh thật con nít ấy. Trong khi chúng mừng vui chờ ngày Tết đến, thì cha mẹ chúng lại chuẩn bị chạy nước rút để kết thúc một năm đầy vất vả. Người lo hàng quán, kẻ chờ búa, cứ tấp nập nhộn nhịp cả một vùng quê. Sao chưa thấy thằng Năm về cả? Có đứa nào điện hỏi nó thử không bay? Ba tôi nói bâng quơ. Anh ba nghe thế đáp: Chắc chiều nó mới về đó ba, tại cuối năm nên hàng về hơi nhiều. Anh Năm tôi làm kiểm toán cho một công ty may mặc ở thành phố, nên thường là người bận rộn nhất trong nhà vào những dịp cuối năm. Chiều dần buông, ánh hoàng hôn phủ một màu vàng ngát trên những chóp núi. Xa xa, lơ thơ mấy sợi khói chiều nhẹ thả hồn bay theo cánh gió. Chợt thằng Út kêu lên: À, anh Năm về rồi ba mẹ ơi. Mọi người nghe tiếng loa của thằng Út thông báo, ngoái nhìn về hướng cổng. Ba tôi bước ra cửa đón anh Năm. Về rồi đó hả? Dạ, thưa ba, con mới về. Vô nhà rửa mặt đi rồi lên phụ ba dọn cái bàn thờ. Dạ. Thế là Tết này nhà tôi được sum vầy đông đủ. Tối đó 6 anh em chúng tôi cùng các chị dâu ngồi quây quần bên nồi bánh tét, vừa nướng bánh tráng, coi nồi bánh, vừa kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong suốt năm qua, cùng ôn lại những kỷ niệm của bao Tết trước. Thằng Út ngồi cuộn tròn trong lòng anh Tư, ngóng tai nghe chuyện, ngủ khi nào không hay. Chuyện tiếp chuyện đến lúc nửa đêm, cũng là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhìn ánh lửa mà lòng tôi ấm áp đến vô cùng, bởi từ ánh lửa này anh em chúng tôi đã sưởi ấm cho nhau như chính mùa xuân về mang đến bao điều tươi mới. Năm cũ đi, năm mới sang, đón thêm bao niềm vui nơi đời. Chào năm mới, trong gió xuân an lành, rộn ràng bao câu ca thắm tươi, ai cũng vui bên gia đình, chúng năm nay an khang mọi nhà. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision. Quê vui và tình cảm quá phải không Kính Đức? Tết quê vui và thú vị thật, bởi những tình cảm chân chất từ những nếp sống bình dị đã thổi vào lòng người hơi ấm của sự yêu thương, chở che và thông cảm. Hơn thế nữa, Tết còn là dịp để cho mỗi người được dịp nghỉ ngơi sau một năm dài làm việc vất vả, chuẩn bị tiếp cho một năm mới với nhiều mong ước thành đạt trong tương lai. Tết mọi người thường đi chùa cầu bình an cho gia đình, người thân và còn xin lộc cho một năm phát tài nữa chứ. Nhắc tới đây mới nhớ, cái vụ đi chùa xin lộc đầu năm, mọi người thi nhau hái lộc cầu phước, lộc thọ, cầu điều may mắn bình an. Những điều may mắn đầu chưa thấy mấy cái cây trong chùa trụi lỗi, trời sương không còn một mảnh lá, nhìn thấy mà thương cho các thầy, cả năm chỉ trong một ngày. Thật ra việc đi chùa xin xăm, bói quẻ, xin lộc cầu may đầu năm của người dân chúng ta bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa. Nó đã trở thành tục lệ không thể thiếu trong dịp đầu năm. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ và tìm hiểu một chút về văn hóa đi chùa, và đặc biệt là ý nghĩa của việc đi chùa đầu năm, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị. Những năm gần đây, người đi hái lộc đầu xuân thường được quý thầy phát lộc bằng những bao lì xì mang ý nghĩa may mắn theo cách nghĩ của mọi người. Một phần nào đó đã giảm tải được tình trạng như đã nói trên. Mà cũng nói nhỏ với quý vị các bạn rằng thật ra lộc ở đây là những điềm lành đầu năm mới. Nếu chúng ta biết quy ngưỡng điều lành, tránh xa những điều xấu thì ngay đó đã là lộc rồi các bạn ạ. Đúng đó, lộc là điều may mắn đầu năm, là những điều lành thiện, không phải là những cành cây hay lá hoa mà chúng ta mang về nhà.
Điều may mắn sẽ đến nếu chúng ta biết chia sẻ tình thương với người thân, bạn bè và mọi người xung quanh ta, nhất là những mảnh đời neo đơn bất hạnh. Thời gian này chính là lúc mà những mái ấm, nhà mở, viện dưỡng lão v.v. rất cần đến sự hỗ trợ của chúng ta. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ dang rộng vòng tay để sưởi ấm cho bao trái tim đang cần sự cảm thông chia sẻ này. Đem niềm vui đến cho những người kém may mắn hơn mình, để họ có được một mùa xuân ấm áp, xua tan cái lạnh của mùa đông, hay chính cái lạnh của cuộc đời dành cho họ. Đây là cách để trái tim mình mở rộng ra, ấm áp hơn. Và chúng tôi tin chắc một điều rằng, nếu bạn nhín một ít tiền tiêu trong ngày Tết để làm món quà tặng cho những người cơ nhỡ, chắc chắn bạn sẽ có được một mùa xuân đầy hạnh phúc. Bạn đang nghe ca khúc Xuân Yêu Thương qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà trong tiết mục quà tặng âm nhạc. Những em thơ không nhà, những người già không chốn tựa nương, sống lang thang phố phường trong cuộc đời thiếu vắng tình thương. Hãy xua tan đông lạnh cho nụ cười tươi thắm mùa xuân, chắp tay xin nguyện cầu cho mọi người vơi hết u sầu. Mùa xuân đã đến nhưng nhân gian có mấy ai ngờ, ngoài kia đêm đông đang vây quanh chiếm lấy bao mảnh đời. Bước trên đường khuya trong nơi bình an, khổ đau hằng diễn ra trong từng giây phút. Cần một mùa xuân đem yêu thương dâng hiến cho cuộc đời. Cầu nguyện mùa xuân, xuân an vui hạnh phúc với thanh bình. Bước qua khổ đau, sống trong bình yên, thế gian được ấm êm, vui xuân từ bi. Ngoài kia bao khổ đau dằng đầy, cầu mong ánh tư quang chiếu soi, để cho nắng ấm xuân tươi đẹp, bao người quanh ta không khổ đau. Mùa xuân đã đến, ngoài kia đêm đông đang vây quanh chiếm lấy bao mảnh đời. Bước trên đường khuya trong nơi bình an,
khổ đau hằng diễn ra trong từng giây phút, trong từng giây phút. Cần một mùa xuân đem yêu thương dâng hiến cho cuộc đời, cầu nguyện mùa xuân xuân an vui hạnh phúc với thanh bình, bước qua khổ đau sống trong bình yên, thế gian được ấm êm vui xuân từ bi. Bước qua khổ đau sống trong bình yên, thế gian được ấm êm vui xuân từ bi. Trong tiết mục quà tặng âm nhạc ngày hôm nay, chương trình xin chia sẻ đến với những thành viên xa quê, nhất là những bạn học sinh, sinh viên, công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình. Hiện tại trên tay Quốc An đang cầm rất nhiều thư yêu cầu ca khúc Xuân Nay Con Không Về với nhiều tâm sự như sau. Đầu tiên là thư của bạn Hà Tiến Bằng, hiện là công nhân kỹ thuật may tại khu công nghiệp Amata Đồng Nai, gửi về cho chương trình. Anh chị biết không, đã 2 năm rồi tôi chưa về quê đón Tết cùng gia đình. Tôi nhớ lắm cái không khí đón giao thừa đêm 30. Tôi cũng muốn về quê ăn Tết lắm, nhưng do tính chất công việc của tôi không cho phép. Năm nay tôi lại lỗi hẹn với mọi người. Mong ba mẹ và mọi người tha lỗi cho con. Xuân này con không về được. Chúc mọi người đón Tết vui vẻ. Còn vợ chồng anh chị Nguyễn Hiến Lê và Bùi Thanh Nghĩa có đôi lời. Nhờ chương trình phát tặng chúng tôi ca khúc Xuân này con không về do ca sĩ Quang Lê trình bày, để chúng tôi thấy có gì đó nhắc nhở mình mỗi khi xuân đến. Năm nay chúng tôi lại không về, nội ngoại hai bên điện thoại hỏi thăm. Nhưng do đời sống kinh tế eo hẹp, đời công nhân lại không mấy khấm khá, nên thôi đành hẹn lại xuân sau. Bạn trai ở địa chỉ đức.thiện104@gmail.com gửi đến bố mẹ với lời nhắn: con nhớ bố mẹ và em nhiều lắm, bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ mùa xuân đến mang theo nhiều niềm vui, nhưng không phải ai cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn ấy. Có ai biết được xuân này lại đón Tết xa quê. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh sẽ đem về cho ta áo mới, ba ngày xuân đi khoe sớm riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Lại một cái Tết nữa xa quê, tôi buồn và nhớ nhà da diết. Mỗi khi cơn gió lạnh cuối đông thoang thoảng mùi nếp mới, tôi lại nhớ đến cảnh mẹ ngồi lau từng chiếc lá để gói bánh chưng. Không biết Tết này có ai đèo mẹ đi chợ tỉnh chiều 30. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong sẽ đem về cho ta áo mới, ba ngày xuân đi quê xóm riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lửa cháy cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Bao lửa cháy cùng
trao xuống những chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này bằng bao lứa trái cùng trao xuân chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm, mẹ thương con xin đợi ngày. Theo chương trình là ca khúc Tết miền Tây qua tiếng hát Đình Trí. Đây là ca khúc chương trình phát tặng theo yêu cầu của nhóm Thủy Tiên gửi đến nhóm trai miền Tây với lời nhắn: chúc cho nhóm một năm mới được nhiều niềm vui mới, gặt hái được nhiều thành quả trong năm con rắn nha. Đây cũng là món quà xuân của bạn có nickname Chuột Nhóc tặng cho tất cả những người bạn của mình với tâm sự: Nhóc thương các bạn nhiều lắm, hy vọng năm nay tất cả chúng ta sẽ học giỏi và đạt được kết quả cao trong học tập. Quê hương thắm tươi đậm đà, ai đi xa cũng mong quê nhà. Nhà tôi đây hai tiếng miền Tây, lòng ngất ngây nghe xuân về miền Tây. Tết đã về, xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền quê. Tết năm nay, xuân năm này, cùng nhau về ăn Tết miền Tây. Xin chúc cho miền Tây đẹp giàu, từ Long An đến Mũi Cà Mau. Xin chúc cho miền Tây quê nhà, cây lúa hoàng đất mẹ phù sa. Qua Bến Tre Hậu Giang sông Tiền, về Long Xuyên ai nhớ Hà Tiên. Xuân đất gây miền Tây quê mình, xuân thắm tình cho người miền Tây. Chúc Long An Tiền Giang đẹp giàu, đón xuân này mong đến xuân sau. Chúc Bến Tre Vĩnh Long muôn nhà, chúc ông bà mạnh khỏe sống lâu. Chúc Trà Vinh năm mới huy hoàng, xuân đã về lộc phúc an khang. Chúc Tam Nông cao lãnh tháp mười, giang tiếng cười đầu xuân năm mới. Chúc An Giang ngày xuân nhận quà, tiền đầy nhà lộc nở đầy hoa. Chúc Tân Xuân Hậu Giang phát tài, thắm hoài miền đất Cần Thơ. Chúc Bạc Liêu cá tôm dập nhiều, ai cũng giàu như công tử Bạc Liêu. Chúc Kiên Giang Cà Mau giao thừa, đón xuân này đẹp giàu hơn xưa. Tết đã về, xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền quê. Tết năm nay, xuân năm này, cùng nhau về ăn Tết miền Tây. Kết thúc tiết mục quà tặng âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Cành Mai Vừa Nở qua tiếng hát Thanh Ngọc.
xuân đến nở thắm hoa ngàn, khi xuân qua hết ngàn cánh hoa rơi, ai vui xuân đến, ai hờ hững xuân nồng, dòng đời trôi mãi theo ngày tháng vô thường, chợt nhìn lại tóc mây điểm sương. Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục quà tặng âm nhạc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, kính chúc đến quý vị mọi điều phúc lạc, thành công và luôn vững bước trên mọi nẻo đường. Radio số tiếp theo với chủ đề Ánh sáng từ bi, mời quý vị và các bạn gửi bài cảm nhận, thư yêu cầu phát tặng ca khúc hoặc thư góp ý cho chương trình về địa chỉ email radio.onlinesmpp@gmail.com. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình được thực hiện bởi Ban biên tập Chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Nam thực hiện. Chủ nhiệm Thượng tọa Thích Chân Tính. Biên tập Tâm Biện, Tâm Hậu. Phát thanh viên Quốc An, Kính Đức, Thanh Thảo. Kỹ thuật Tâm Động.